được chưa? Đổi kính mới. Phối với U Linh cũng được à? Ok. Hay quá nhỉ. Đánh U Linh hợp lệ hơn à? Ok. Nãy là hình như tôi có bỏ qua một con sen này vậy. Hy vọng con sen nó sẽ comeback với tôi. Tôi yêu sen, sen comeback với tôi. On. Ngon đấy. Aha. Treo ở ngáp dữ quá. Chắc xong cái này phải đi ngủ luôn. Quyền năng nấp AP thôi chứ AD vẫn chưa đủ stat một con na cần á chị. Cảm ơn bạn tên tiếng Nhật nha, tôi không thể đọc được. Cảm ơn bạn nha, mặc dù tôi không thể đọc được nhưng mà tôi rất là cảm ơn bạn. Thế thì chắc là tôi cứ lắp một quyền năng với một cái gì nữa. Với một cái gì nữa. Tại vì bây giờ tôi có cái này rồi, mọi người phải nhìn xem là bây giờ tôi có cái vũ khúc tử thần rồi, là nó cho 25% hút máu toàn phần rồi. Đấy. Bây giờ là tôi đã có hút máu rồi. Thì tôi đang suy nghĩ là cái huyết kiếm nó có bị thừa không. Áo choàng cũng bù nếu nó lường được xuống hàng sau. Nếu như mà cái áo choàng bóng tối thì tôi thấy nó hợp lý hơn đấy. Tôi thấy nó hợp lý hơn đấy. Không ai thèm lấy con này luôn à. Không ai lấy cho bé lấy nhá. Để xin. Ở trên cái này người ta vẫn thì comment là huyết kiếm với hai quyền năng hơn. Vậy thì tôi nghĩ là có lẽ là tôi vẫn sẽ lắp huyết kiếm với quyền năng. Nếu như mà đấy là kiểu một cái đồ mà kiểu build chuẩn chỉ cho nó thì có lẽ. Thì tôi đang lên cái champion Tyrlit ấy. Hạng S là con Huey, Irea với Seth. A là con Annie, Azir, Galio, Kael, Lilia, Lissandra, Nautilus với Salid. Tôi khá là thích con Salid ấy, tôi thấy nó khá khỏe. Chắc là trước tiên mình có lắp một cái quyền năng đã nhé. Mình có lắp một cái quyền năng đã. Xong rồi sau đấy tôi sẽ xem là mình sẽ lắp cái bên cạnh là cái gì. Hai quyền năng vẫn là best choice cơ à. Mình đang không có nhiều quyền năng như thế á. Mình đang không có nhiều quyền năng như vậy. Thôi cháu bốc hơi nha. Ok Hải, Hải nghỉ đi. Ai bạn nào mà mai mà vẫn phải đi học đi làm thì thôi nghỉ đi. Tôi nốt ván này tôi cũng nghỉ thôi à. Tầm mấy con na bá phết à? Hay là máy? 9 lượt rồi. Ui xời. Vẽ ra luôn mà.
Gì đấy? Lại nó ra cho tôi hai con on. Con này tôi nghĩ là nếu như mà ngon hơn thì mình nên lắp cái kiếm súng hết tách thì nó sẽ hồi máu cho những con khác, nó sẽ ngon hơn. Ba chấm ba tôi đang bị ít nào quá, chết mẹ là tôi lạnh quá. Mọi người đợi tí là tôi phải lấy cái gì tôi đắp lên người. Lạnh quá, tay chân tê cứng rồi mà. Không thần tài đời không nể, cái gì thế, một hoặc tám thôi Thành ơi. Thỉnh thoảng cũng có một vài ông ấy lại vào không người gạ gạ tôi ấy là thần tài không. Tôi không có thần tài mọi người ơi, không. Tại các y không chơi thần tài. Để xin. Đấy xin. Ủa. Tự ra mà. Chết mẹ, chơi game của mày lão quá, người ta lại đồn. Người ta lại đồn linh ta linh tinh. Đây rồi, đã lúc tin tưởng nèo rồi, nèo. Trong lúc mà tôi không để ý, nèo đã trở thành chúa tể mà. Giờ tôi mới biết là item cho Kindred là quỷ thu ấy mọi người. Ảo thật đấy. Một ủa thế một đống u linh skip hết hả? Ủa thế hả? Chắc là không để ý á. Nó chưa đánh gì rôn cay thật đấy. Hay không mọi người? Mọi người thấy tôi làm ảo thuật hay không ạ? On tự lên 2 luôn mà. Quá hay. Quá hợp lý luôn. Chị thấy tầm này roll là ngon mà. Xô. Mà cứ ra hơi trễ. Mà cứ ra hơi trễ. Mà có ngon hơn không đúng không mọi người? Bắc 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 bắc
Thì nó hắc đồ, con này nó hắc đồ, nó còn có CC nữa. Sky tiểu quỷ, thanks. Bạn này cuống quá hay sao mà lắp cho con thread cái đồ này dậy trời, sao không lắp cho con lắp cho con này thì bị thừa. Ôi dầu điên. Ôi khỏe quá nhở. Ôi mà chèo khỏe tự do, chèo khỏe tự do là vẫn chứ. Tại vì nó đi về hướng tôi mọi người, tại vì nó đi về hướng tôi. Ok, tôi chả cần hai con này. Mua phí tiền tự dưng bị mất tiền. Ui trời, nó đáp đá như nào nhỉ? Như nào ăn đòn bốc con này ra. Ui nó luồn vào hàng sau à. Liệu có được không vậy trời? Ua, phải còn nó hấp riêng con nào hấp riêng con huay mà. Quái trưởng thật chứ. Trời ơi, tốt tướng hai tiền mà tôi yêu, tốt tướng hai tiền mà tôi yêu. Hay quá, có ai gì rồi. Gần bắt lẻ cả. Gần bắt lẻ cả tim bạn. Cuộc sống mà mọi người, đôi khi có những lúc nó như thế đấy. Trông nó cứ bị lạ lạ ấy mọi người. Ờ kìa, sao con này lại luồn xuống đây, mày phải luồn vào đây chứ. Mày phải luồn vào đây chứ. Ủa đấy, gọi nào, ui đấy, gọi nào, bắt lẻ tim bạn đi ạ. Ui, ui, như nào, con ASEAN như nào. Cả con gọi nào trông nó quỷ quá. Kim rẻ tự lên. Hay không mọi người, hay không? Mọi thứ đều... Á, giờ ta lại có âm mưu. Không thì tôi lên level, tôi kiếm con Nautilus là có bốn cảnh vệ. Ôi trời ơi. Con này cất ở đây thôi. Con này giữ lại làm kỷ niệm cho nó vui thôi. Quỷ mà. Mẹ con này giờ quỷ mẹ luôn rồi mọi người ơi. Ông tôi còn có cái ươm mầm nữa, cộng dồn đi vào nữa đi ạ, càng đánh càng khỏe. Cái này chắc là tôi giàu lắm, tí nữa tôi lên level kiếm con xem. Trời ơi, trông nó càn vào, trông nó càn vào nó đánh kìa. Ôi, trông nó gõ con xin ra kìa. Ôi, á, Shiba. Dữ quá em ơi. Đấy, không phải là... Xong bây giờ on tự ra nữa. Đấy. Chơi game về cơ bản nó cũng thế thôi mọi người, nó cũng không quá khó. Chứ Seth xin đưa ra kích định mạnh không chị thôi em. Ô, ông này cầm, ông này cầm con Seth nè, ông này cầm con Seth nữa rồi. Quay rồi, nó, ui nó luồn vào đằng trong. Ông này có Seth 2 rồi. Ơ, tôi tiễn ông này đi là tôi lấy con Seth 2 của ông ấy luôn. Ăn đòn. Này thì xét hai nhả ra, nhả xét hai tôi rượu rượu xin nhá. Ui chà chà, hay tôi bớ cái ấn định mệnh, chắc là chả ai thèm cái định mệnh này đâu nhỉ.
Chém tôi to quá. Thế là tôi vớ cái định mệnh này xong rồi tôi xong rồi tôi lắp định mệnh các thứ. Xong rồi tí nữa tôi tìm con sét vào, thế là ta có ấn định mệnh. Giờ đập ra ấn thần rừng thì lại quá tuyệt. Thôi. Thôi mà. Tôi cần con sét hay đập đi cho gã ạ. À mà ông này xúi đập ấn đi chứ sợ à. Cũng hơi hơi. Cũng hơi hơi. Có cái chân chúc. Một chút thôi. Nhưng mà nếu như mà mọi người thích, mọi người muốn tôi đập ấn đúng không ạ? Mọi người muốn tôi đập không? Mọi người muốn tôi đập đúng không ạ? Ok, tôi sẽ cống hiến, tôi sẽ đập cái ấn này. Not round này nha mọi người, là tôi sẽ đi đập cái ấn này cho mọi người à. Đấy. Ai chiều viewer như sở cai y ạ. Ok chưa? Đấy, các bạn muốn là đập ấn. Ok, có đập ấn luôn. Ơ? Cái gì đấy? What the fuck? Oh my god. Chưa khỏe đến thế đâu. Đập ấn nhá. Đập nè. Đấy, ok chưa? Phải quá là yêu các em Sky in là chỉ có Sky in thôi mọi người. Mẹ nhà này khỏe đấy, không biết tôi có ăn được không? Ê, tôi có ăn được cái nhà này không? Ê, không biết tôi có ăn được cái nhà này không? Con nào tôi sắp chết mẹ. À, tôi tiễn nhà này. Chị xếp con xếp thẳng mặt bà sớm. Ừ đúng rồi. Tí nữa tôi phải xếp lại. Là tôi chưa có xếp á, tôi chưa có xếp tim. Mọi người ơi, liệu tôi còn nên mơ về một con on ba không? Liệu tôi còn nên mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ? Cũng muốn nha mọi người, cũng muốn có cần nhít. Con na nó không lùi ra đằng sau, nó không đánh con quay. Đây rồi, tìm mãi mới thấy, mãi mới ra. Chú lên được kim cương chưa? Bé chưa có như các chú yêu. Bé chưa có lên được kim cương. Em có thể đánh con này được không? Có thể đánh con này được không? Đánh con bụt đi. Ô kìa, không đánh con bụt mà. Không đánh con bụt luôn á mọi người. Năm trên sáu thần rừng trông ngứa mắt nhá. Trông ngứa mắt thật sự luôn. Giờ mà bốc được ở đâu quả ấn thần rừng nhúng nè. Ta nói nó hết nước chấm. Liệu em sợ cay y? Liệu tôi có thể? Chú ơi cố lên. Đúng vậy, sợ cay y cố lên. Sợ cay y cố lên. Mọi người hãy chat là em sợ cay y cố lên được không ạ? Sợ cay y cố lên. Ơ, con gà đang kêu gì mà dữ quá vậy ta? Thích thua mất rồi mọi người ơi, không có ăn được. Ơ, có ăn không? Ăn. Ăn luôn. Ăn. Pa 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 pa. Không, bây giờ đi chợ có ấn thần rừng. Đúng
Đừng. Cái gì mà kịch bản đã biên hết rồi. Ôi thật chà. Bé xin nhá. Bé xin. Bé cảm ơn. Bé cảm ơn rất là nhiều ạ. Bé rất là cảm ơn ạ. Hy vọng là lần này bé có thể ăn. Chết rồi. Đội bạn khỏe các cô chú ơi. Bé không có ăn được. Bé chưa có ăn được. Bình tĩnh. Như nào? Như nào cơ? Như nào nhỉ? Như nào? Đây rồi. Cố lên Na ơi, tớ tin ở cậu mà, tớ tin là cậu làm được. Sao mà tự dưng nhiều đồ thế? Khà khà. Ê là mọi người biết đẹp nhất là gì không ạ? Đẹp nhất là con on của em chờ KI lên 3. Là đây là kịch bản đẹp nhất mà bé chờ KI có thể nghĩ tới bây giờ. Hai con on liên tục nào. Nhìn Azir kẻ mà cái người nó cứ sao xuyến sao á mọi người. Cái người nó kiểu nó căng căng sao á. Dần dần luôn. Chà, trông quỷ thế nhở. Số kẻ địch tổng mẫu. Quỷ điên mà. On của anh trẻ để lên chức ba. Đấy mọi người thì em chờ cây y của Cống Hiến chưa ạ? Đấy các bạn bảo tôi là... Ui giời, con bạn bước lên ngu thế. Chả thông minh gì cả. Thôi, thôi win rồi mọi người. Gigi. Gigi trận cuối mãn nhãn. Cú đấm thôi Sơn. Ai? Ai đã nghi ngờ về em chờ cây y ạ? Thích nghi ngờ không? Không thể nào nghi ngờ về em chờ KI được. 10 điểm. Chấp ấn luôn.